Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đông đảo bạn bè quốc tế tham gia triển lãm cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bỉ nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của người. Ra mắt chương trình Dấu ấn Việt Nam trên kênh VTV4, quảng bá và khẳng định giá trị Việt trên toàn cầu tới đông đảo khán giả ở trong và ngoài nước. Vườn trà là miền Tây tại tỉnh Đồng Tháp hứa hẹn sẽ là điểm đến thú vị và mới lạ cho du khách gần xa, tạo điểm nhấn cho làng hoa có tuổi đời trăm năm ở Sa Đéc. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong 2 ngày 16 đến 17 tháng 5, tại tỉnh Xiêng Khoảng, Bắc Lào, đã diễn ra lễ bàn giao, tiếp nhận, cầu siêu và hồi hương 96 bộ hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh tại 3 tỉnh Viêng Chăn, Say Sổm Bun và Xiêng Khoảng trong các thời kỳ về với đất mẹ Việt Nam. Thay mặt 3 tỉnh, Phó tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng, ông Sỉ Vi Lay Sẻ Cha Lơn đã bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hiến dâng cả cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng Lào nói riêng và cách mạng hai nước Việt Nam, Lào nói chung. Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Lào đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ, đồng thời nhấn mạnh sự hy sinh của các liệt sĩ luôn sống mãi với non sông đất nước và mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau học tập. Theo kế hoạch, lễ an táng hài cốt 96 liệt sĩ được quy tập và hồi hương sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5 tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cũng tại tỉnh Xiêng Khoảng, Bắc Lào, ngày 17 tháng 5 đã diễn ra lễ khánh thành Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam, tỉnh Xiêng Khoảng. Đây là một trong những dự án trọng điểm được lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sát sao để hoàn thành, đưa vào vận hành tuân thủ đúng những quy định của ngành y tế hai nước. Đây là những bệnh nhân đầu tiên được khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam, tỉnh Xiêng Khoảng. Các trang thiết bị hiện đại tại bệnh viện này được lắp đặt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam và phù hợp với nhu cầu của phía Lào. Toàn bộ kinh phí xây dựng và lắp đặt tại bệnh viện này là từ nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam dành cho chính phủ Lào với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng Việt Nam. Việc xây dựng bệnh viện này sẽ đóng góp rất lớn cho sự phát triển của ngành y tế của Lào, bởi đây không chỉ là bệnh viện hiện đại, có quy mô 200 giường đầu tiên của khu vực, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại, mà còn sẽ được chính phủ Việt Nam và tỉnh Nghệ An giúp đỡ xây dựng cũng như đào tạo nguồn nhân lực để phát triển bền vững. Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng được chính phủ Việt Nam giao cho tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, trải qua nhiều khó khăn thách thức kể từ thời điểm khởi công năm 2017, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Dự án đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân địa phương cũng như mục tiêu phát triển của ngành y tế Lào, đồng thời là dấu mốc trong hợp tác về y tế giáo dục giữa hai nước Việt Nam Lào. Qua tình hình thực tiễn trong thời gian vừa qua thì hệ thống bệnh viện của vùng Đông Bắc Lào nói chung và của Xiêng Khoảng nói riêng thì vẫn còn khá là yếu. Thế do vậy mà việc đầu tư một cái bệnh viện là hết sức có ý nghĩa và đáp ứng yêu cầu mong mỏi của người dân Xiêng Khoảng nói riêng và của Đông Bắc Lào nói chung về nhu cầu khám chữa bệnh. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục cử lực lượng quân y Bộ Quốc phòng sang hỗ trợ cho công tác quản lý, vận hành, đào tạo y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Lào Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng để giúp bạn có thể sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất bệnh viện này trong công tác khám chữa bệnh cho người dân tại tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng và các tỉnh Đông Bắc Lào nói chung. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam tại tỉnh Xiêng Khoảng, Bắc Lào. Năm nay kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng của người tạo ấn tượng mạnh đối với người dân các nước châu Âu. Triển lãm Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa diễn ra tại Bỉ là một minh chứng sống động. Phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Truyền hình Việt Nam tại châu Âu. Hôm nay là một ngày đặc biệt với ông Rap Kokenberg. Ngày ông trao cuốn sách xuất bản năm 1969 tại Pháp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại diện khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cuốn sách này, ông đã giữ hơn 50 năm nay. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ góp phần giúp thế hệ mai sau biết được quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Bác Hồ như người dân Việt Nam thường gọi, lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từng gắn bó với các phong trào phản chiến ở Việt Nam những năm 1964, Kokenberg cho biết ông tham gia các phong trào này do ảnh hưởng từ tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh không thích chiến tranh. Ông là người yêu nước, yêu hòa bình, là một trong những người kiệt xuất nhất của thế kỷ 20. Triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh do khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức ở Bruxelles đã thu hút không chỉ người dân Bỉ. Vương quốc Bỉ là một trong những cái trung tâm của các cái tổ chức châu Âu. Cho nên đây là một cái triển lãm rất ý nghĩa để mình tuyên truyền, giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đấy thì mình cũng thắt chặt thêm cái tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam và đất nước Bỉ. Với nhiều người dân Bỉ và các nước châu Âu, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là cầu nối gắn kết dân tộc Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Với tôi, đây là một trong những điều ấn tượng nhất về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã sống ở nhiều quốc gia trên thế giới và truyền cảm hứng, gắn kết mọi người vì mục tiêu đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc. Năm ngoái, chúng tôi xuất bản những bài viết chọn lọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Hà Lan, tiếng Pháp ở Bỉ. Qua đó mới khám phá được Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, dẫn lối cho bao người không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, dấn thân vào các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vì sự tiến bộ đoàn kết quốc tế. Chính những người dân châu Âu còn lưu giữ những hình ảnh, tư liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lòng cảm mến, sự ngưỡng mộ những giá trị nhân văn của người với không chỉ người dân Việt Nam mà cả với người dân các nước. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. Cũng nhằm hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các ngày lễ lớn của dân tộc, giải bóng đá Lão tướng Moscow hè 2023 vừa mới được khai mạc tại thủ đô Moscow vào chiều ngày 15 tháng 5, được tổ chức lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái. Đây được xem là giải bóng đặc biệt, có nhiều ảnh hưởng với phong trào văn hóa thể thao sôi động của cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Đây là năm thứ hai giải bóng đá Lão tướng Moscow được tổ chức, dành cho những người không còn trẻ tuổi nhưng vẫn mang trong mình tình yêu bóng đá. Việc tổ chức giải đấu được nhiều hội đoàn người Việt Nam tại Nga ủng hộ đã tạo nên một sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần rèn luyện thể chất, tăng cường tình đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng. Đây là một cái giải là lan tỏa cái thông điệp truyền cảm hứng về cái tinh thần yêu thể thao, cái sự luyện tập cần cù. Những cầu thủ phải trên 38 tuổi mới được tham gia cái giải này, mà những cầu thủ này là những cầu thủ mà đã đặt cái nền tảng cho 20 năm bóng đá cộng đồng, tức là những người gắn bó với cả lịch sử của giải bóng đá cộng đồng. Có những người 20 năm về trước đã đá đến bây giờ vẫn đá tiếp ở giải này, là cái đó là một cái sức hút mà không một giải đấu nào ở trong cộng đồng có thể so sánh được. 8 câu lạc bộ bóng đá với tổng số hơn 180 cầu thủ. So với mùa giải đầu tiên, giải Lão tướng năm nay đã tăng về số đội và số vận động viên tham gia. Nhiều người tóc đã bạc, có người đã sang tuổi 60, nhưng tinh thần thể thao không hề thua kém các cầu thủ trẻ. Nó là dành cho những người đã quá tuổi mà vẫn còn đam mê. Đấy là sự gắn kết, đoàn kết giữa anh em, chú cháu, thậm chí bây giờ là đến đời các cháu gọi bằng ông rồi. Nó cũng ra sân, cho nên cái điều quan trọng nhất là hướng nhau đến một cái tinh thần rèn luyện thể thao, tinh thần rèn luyện sức khỏe. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu hấp dẫn, gay cấn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Với hai bảng đấu hứa hẹn nhiều giải thưởng cá nhân và đồng đội, giải bóng đá Lão tướng mùa hè Moscow những ngày này đang trở thành ngày hội bóng đá của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, lễ hội đa văn hóa đã được tổ chức tại thành phố Duisburg, Cộng hòa Liên bang Đức. Cùng với những người bạn quốc tế, đông đảo người Việt đang học tập và sinh sống tại đây cũng đến tham dự. Lễ hội đa văn hóa 2023 là cơ hội để mỗi người tham gia có thể quảng bá nền văn hóa đặc sắc của đất nước mình thông qua nghệ thuật và ẩm thực. Đặc biệt, dấu ấn Việt Nam được giới thiệu đậm nét qua những tà áo dài, trang phục dân tộc, các bài hát và điệu múa truyền thống. Những phần trình diễn được đầu tư cả về ý tưởng, trang phục và đạo cụ. Các thành viên tham gia biểu diễn đa dạng ở nhiều độ tuổi và đến từ nhiều thành phố khác nhau của nước Đức. Thông qua phần trình diễn, những nghệ sĩ không chuyên của Việt Nam đã giúp người dân bản xứ và bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa cũng như con người Việt Nam. Hưởng ứng đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030, ngày 16 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt chương trình truyền hình Dấu ấn Việt Nam. Chương trình do Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Ban truyền hình đối ngoại VTV4, Đài truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Việt và các đơn vị doanh nghiệp đồng hành phối hợp thực hiện. Dấu ấn Việt Nam là chương trình truyền hình tinh chọn và tôn vinh những giá trị Việt đặc sắc, những tấm gương người Việt nổi bật trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, y học, khoa học kỹ thuật, vân vân. Chương trình này giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là giới trẻ, hiểu biết đất nước của mình, truyền thống của mình. Và thông qua đó thì gắn bó với quê hương đất nước, hỗ trợ cho trong nước đưa những dấu ấn Việt Nam và những cái tinh hoa của Việt Nam đến với thế giới. Với mục tiêu quảng bá và khẳng định giá trị Việt trên toàn cầu, chương trình nhận được sự cố vấn trực tiếp từ hội đồng gồm các chuyên gia uy tín trong nhiều lĩnh vực. Cái mong mỏi duy nhất của chúng tôi là hãy làm được gì cho thế hệ sau. Tôi cũng chia sẻ với các cái giáo sư hàng đầu lĩnh vực và họ cũng có một tâm huyết. Họ muốn có một cái gì để lại, gì đó mà cả cuộc đời họ phấn đấu mà họ muốn truyền lại cho cái chương trình của chúng ta. Dấu ấn Việt Nam được đầu tư công phu về sản xuất nội dung với cách thể hiện sinh động, mới mẻ và đặc biệt là gần gũi với giới trẻ. Chương trình cũng được phân phối trên các nền tảng số để có thể dễ dàng đến với mọi khán giả ở trong và ngoài nước. VTV4 chúng tôi tập trung sẽ phát sóng chương trình Dấu ấn Việt Nam có trên hai nền tảng, một là truyền hình truyền thống và thứ hai là nền tảng mạng xã hội. Trong đó có nhiều kênh như là kênh YouTube, TikTok hay là kênh Facebook. Vì đây là một trong những cái công cụ và những cái phương thức mà có thể tiếp cận được các bạn trẻ một cách nhanh nhất có thể ạ. Số đầu tiên của chương trình Dấu ấn Việt Nam với chủ đề Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt sẽ lên sóng vào đúng ngày 19 tháng 5 nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được mệnh danh là vườn trà là đẹp hàng đầu miền Tây, một khu vườn nằm ngay trong thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, hiện đang trĩu quả. Những ngày gần đây, chủ vườn đã mở cửa phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh. Trồng trà là để bán cây kiểng công trình, ươm giống cây con để kinh doanh. Từ một người không có kinh nghiệm, thế nhưng đam mê đã giúp chủ vườn có thêm hứng thú để tìm tòi và am hiểu hơn về loại cây này. Và từ đây mở ra hướng kinh doanh mới cho khu vườn này. Hồi đó mình cũng không có ý tưởng, thật sự là không có ý tưởng du lịch. Nhưng mà khi khách đi qua họ thấy đẹp quá, họ bước kia mình mở cửa. Rồi từ đó mình mở cửa rồi bắt đầu mình làm du lịch luôn. Dạo bước trong vườn trà là xanh mát, cùng nhau chụp những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc vui tươi cũng là một cách thú vị để giảm bớt những căng thẳng trong cuộc sống. Vườn trà là này có tuổi đời khoảng 15 năm với 180 gốc. Theo chủ vườn chia sẻ thì cây trà là mỗi năm ra hoa một lần vào tháng 2 dương lịch và kết trái rồi trái chín từ tháng 4 đến tháng 5. Chỉ với 20.000 đồng là có thể thỏa sức khám phá khu vườn trà là độc đáo này. Năm nào tụi em cũng có đi, tại vì ở gần cái tới mùa mình cũng canh khoảng tháng 4. Vừa đi vườn hoa đào rồi vừa đi vườn trà là luôn. Cũng như là cuối tuần nè mấy đứa nhỏ nó nghỉ rồi cho nó đi dạo chơi luôn, xả stress mà. Bởi vì cây chỉ cho hoa và trái trong khoảng 3 tháng nên hàng năm vào khoảng thời gian này vườn mới mở cửa cho khách tham quan. Khu vườn trà là hứa hẹn sẽ là điểm đến thú vị và mới lạ cho du khách gần xa, tạo điểm nhấn cho làng hoa có tuổi đời trăm năm ở Sa Đéc. Hy vọng vườn trà là tại tỉnh Đồng Tháp sẽ ngày càng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Và đến đây thì bản tin Người Việt bốn phương cũng xin được khép lại. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTVgo trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.